Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Tuổi Cao Gương Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị câu chuyện của những người cao tuổi học tập và làm theo Bác. Tiếp theo là phóng sự Người cao tuổi chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước hết là phần tin. Thưa quý vị, Hội Người cao tuổi phường Sông Cầu phối hợp với Hội Người cao tuổi phường Đức Xuân đã tổ chức giao lưu bóng chuyển hơi nhân kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam, ngày 10 tháng 5 năm 1995, ngày 10 tháng 5 năm 2021. Tham gia giải có trên 30 hội viên thi đấu theo nội dung nam và nữ theo hình thức đấu loại trực tiếp. Với tinh thần thể thao cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp mắt, những pha rượt đuổi tỷ số gay cấn. Qua giải đấu giao hữu này đã góp phần củng cố tinh thần gắn bó giữa các hội viên của hai phường, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Theo Nghị định 20 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2021, có một số nội dung điều chỉnh so với Nghị định 136 năm 2013 đang áp dụng. Trong đó sẽ hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng người cao tuổi được bảo trợ xã hội. Nghị định 20 áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu và trợ cấp xã hội được hưởng trợ cấp 360.000 đồng một tháng, thay vì 270.000 đồng một tháng theo Nghị định 136 đang áp dụng. Mức này cũng áp dụng đối với người cao tuổi nghèo, cận nghèo của vùng đặc biệt khó khăn. Người cao tuổi nghèo không có người phụng dưỡng từ 60 đến 79 tuổi được trợ cấp 540.000 đồng một tháng, từ 80 tuổi trở lên mức hưởng 720.000 đồng một tháng. Người cao tuổi khuyết tật nặng hưởng mức 720.000 đồng và khuyết tật đặc biệt nặng mức 900.000 đồng một tháng. Tính đến sáng ngày 21 tháng 5, Việt Nam đã có tổng số trên 1.700 ca mắc COVID-19, trong số đó có nhiều trường hợp là người cao tuổi. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay, để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này, ngoài thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế, rèn luyện thể chất, thì người cao tuổi cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Về chế độ dinh dưỡng, người cao tuổi phải ăn uống đủ chất, đảm bảo chế độ ăn đầy đủ các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như thịt bò, thịt gà, thịt lợn, cá, tôm, trứng và có thể phối hợp các loại đậu đỗ như đậu tương, đỗ xanh, đỗ đen. Bổ sung thực phẩm từ rau xanh, hoa quả giúp ngăn ngừa táo bón, cung cấp vitamin, chất khoáng, chất xơ cần thiết cho cơ thể. Chế biến hợp khẩu vị, sở thích, khả năng nhai nuốt thức ăn để có thể ăn đủ số lượng. Nếu không thể ăn đủ số lượng thực phẩm cần thiết, gầy hoặc sút cân, nên uống thêm các loại sữa bổ sung dinh dưỡng, từ 1 đến 2 cốc mỗi ngày. Ngoài ra nên bổ sung các vi chất dinh dưỡng giúp nâng cao miễn dịch bao gồm vitamin A, C, E, một số vi chất như sắt, kẽm, vitamin D. Có thể sử dụng một số gia vị hoặc thực phẩm trừ các chất giúp tăng cường miễn dịch như tỏi, nghệ, sả, trà xanh, sữa chua. Thực hiện ăn chín uống sôi để bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngoài ra, người cao tuổi cần chủ động cung cấp đủ nước cho cơ thể hàng ngày, ít nhất từ 6 đến 9 cốc, tương đương 1,2 đến 1,8 lít. Không nên uống nhiều nước vào buổi tối trước khi đi ngủ, không uống nước ngọt thay nước lọc. Bên cạnh đó, người cao tuổi cần có chế độ luyện tập thể chất hợp lý, vừa sức, theo dõi sức khỏe thường xuyên, kiểm soát được các bệnh mãn tính đang gặp phải và tránh xa các thói quen có hại như hút thuốc lá, uống rượu bia. Thưa quý vị khán giả, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị cha già của dân tộc, cả cuộc đời người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tuy Bác đã đi xa, nhưng những tư tưởng, đạo đức, phong cách của người vẫn luôn là kim chỉ nam cho các thế hệ người cao tuổi Việt Nam học tập và làm theo. Ông Hà Hữu Lại ở tổ 15 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn năm nay đã gần 70 tuổi. Sau khi hoàn thành công tác tại quân đội, về nghỉ hưu, ông được tín nhiệm làm nhiều vị trí như Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Nguyễn Thị Minh Khai, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố. Cho dù đã bị bệnh tai biến vào năm 2007 và vài năm trở lại đây ông bị bệnh tim mạch, sức khỏe suy yếu, nhưng ông luôn nỗ lực vượt qua khó khăn bệnh tật để tiếp tục cống hiến cho địa phương, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác. Trở về với cuộc sống đời thường, ông là một người chồng, người cha mẫu mực, luôn yêu thương và bảo ban con cháu học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với nhiều nỗ lực phấn đấu, ông đã được các cấp hội biểu dương, khen thưởng. Đối với bản thân ấy, thì cũng luôn luôn là tu dưỡng, phấn đấu theo những cái tấm gương đạo đức của Bác. Ví dụ như là chống giản dị, rồi luôn gần gũi gắn bó quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng,
rồi trung thực, thật thà và thẳng thắn. Đấy là những đức tính mà học được ở Bác. Bà Bùi Thị Hảo ở tổ 4 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, tuổi này đã 85 tuổi. Nhưng khoảnh khắc bà được gặp Bác Hồ vào tháng 9 năm 1950 vẫn còn hẳn in trong tâm trí. Đây là thời điểm hơn một năm sau khi Bắc Cạn được giải phóng khỏi sự xâm chiếm của thực dân Pháp. Khi đó, đội viên thiếu niên nhỏ tuổi Bùi Thị Hảo mới vừa tròn 14 tuổi và là một trong những người được chọn cử để tham dự cuộc gặp mặt bí mật giữa cán bộ, nhân dân Bắc Cạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc gặp mặt vị cha già của dân tộc cùng những lời căn dặn ân cần của người đã động viên thôi thúc bà Hảo thêm ý chí nghị lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, tình nguyện tham gia lực lượng thanh niên xung phong khi vừa mới 15 tuổi. Nếu mà khi gặp bác thì bác nói chuyện nhanh lắm. Sau khi giải phóng Bắc Cạn năm 49 thì là năm 50 là bác về bác gặp nhân dân Bắc Cạn ngay. Thì bác động viên công việc làm ăn rồi thì là đoàn kết. Cái chính là bác phải nói là đoàn kết với nhau để sau khi là đã giải phóng Bắc Cạn rồi thì mình đoàn kết và để xây dựng đất nước. Đấy. Những lời căn dặn của Bác Hồ cùng những tư tưởng đạo đức phong cách của người vẫn sống mãi trong lòng mỗi người cao tuổi. Đó là nguồn động viên thôi thúc họ tiếp tục cống hiến cho quê hương, luôn phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn đảng, toàn dân. Trong đó, người cao tuổi cũng đã có những hoạt động tích cực chuẩn bị cho ngày hội non sông. Đây là hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường của thành phố Bắc Cạn diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thông, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Nguyễn Thị Minh Khai, đồng thời là chuyên gia tư vấn về giới của Hội Liên hiệp Phụ nữ, đã truyền đạt kỹ năng tuyên truyền, vận động bầu cử qua phương tiện thông tin đại chúng, kỹ năng xây dựng chương trình hành động và trả lời ý kiến của cử tri cho trên 120 nữ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường của thành phố Bắc Cạn. Đối với cá nhân tôi thì tôi cũng tham dự các cuộc hỗ trợ, các lớp hỗ trợ cho nữ ứng cử viên tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân để nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên để mai này khi họ đi tiếp xúc vận động bầu cử, họ có kỹ năng, họ có kiến thức để họ tuyên truyền vận động bầu cử đạt kết quả tốt nhất và đảm bảo thực hiện bình đẳng giới trong xã hội. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội người cao tuổi trong toàn tỉnh đã xác định tham gia bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Theo đó, tỉnh hội đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức tuyên truyền bầu cử, lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chi hội. Bên cạnh đó là cùng các tổ chức chính trị xã hội khác tham gia giám sát cuộc bầu cử và thực hiện tốt công tác hội để mạnh các phong trào thi đua trong toàn hội viên. Bản thân của chú là cũng lĩnh hội là tổ trưởng nữa thì cũng lập danh sách tất cả những người mà đủ điều kiện để bầu cử. Thì danh sách là phải lập đầy đủ, và cái thứ hai là vận động những người thí dụ như công tác ở quanh đây hoặc là ở xa mà về được là phải gọi về để đúng ngày bầu cử là phải có mặt. Đấy. Nhưng danh sách cử tri đấy là những cử tri là phải đầy đủ, mà trước hết là vận động trong gia đình là phải nhiệt tình tích cực, mà phải xem, tức là phải có cái niêm yết từng ứng cử viên một rồi, cho nên là phải chọn những người đầy đủ coi như là khả năng lực sức khỏe và đồng thời vì dân để mà mình bầu. Với những hoạt động thiết thực, cán bộ hội viên người cao tuổi trong toàn tỉnh đã tham gia tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Đến thời điểm này, hầu hết cán bộ hội viên đã nhận thức được trách nhiệm và quyền hạn của mình, bảo ban con cháu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân để bầu chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chuyên mục Tuổi Cao Gương Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.